Hướng dẫn khách hàng tự đăng ký tài khoản MySight sau khi đầu nối. Bước 1. Quét mã QR hoặc tìm từ khóa MySight trên App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng MySight xuống thiết bị di động. Bước 2. Sau khi được nhân viên Viettel hỗ trợ đấu nối thành công, quý khách sẽ nhận được đường link được gửi qua tin nhắn SMS để thực hiện đăng ký tài khoản. Quý khách vui lòng bấm vào đường link trong tin nhắn. Bước 3. Đường link sẽ chuyển tiếp sang luồng đăng ký trên ứng dụng MySight để khách hàng tiếp tục tự thực hiện đăng ký tài khoản. Nhập mã xác nhận được gửi trong tin nhắn SMS, sau đó bấm tiếp tục. Bước 4. Chụp ảnh mặt trước và sau của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Sau đó chụp ảnh chân dung theo yêu cầu. Lưu ý đảm bảo đủ ánh sáng và chụp rõ thông tin. Sau đó hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin khách hàng, xác nhận thông tin và bấm tiếp tục. Trong trường hợp thuê bao chưa chuẩn hóa, khách hàng là thuê bao ngoại mạng, thực hiện cuộc gọi video cho nhân viên Viettel để xác thực thông tin. Bước 5. Xem hợp đồng và xác nhận điều khoản. Xem hợp đồng và đồng ý với các điều khoản. Bước 6. Nhập mã OTP để xác nhận ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chữ ký số từ xa MySight. Bước 7. Sau khi ký hợp đồng thành công, thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập sẽ được gửi về tin nhắn điện thoại SMS. Bước 8. Đăng nhập vào ứng dụng MySight bằng thông tin đã được gửi. Ngay sau khi đăng nhập, vui lòng thực hiện đổi mật khẩu và đăng ký thiết bị. Bước 9. Nghiệm thu chứng thư số. 1. Chọn đơn hàng chờ nghiệm thu ở trong mục nghiệm thu chứng thư số. 2. Xem và đồng ý với điều khoản trong biên bản nghiệm thu. Cuối cùng nhập mã OTP để xác nhận nghiệm thu chứng thư số. Hoàn thành nghiệm thu chứng thư số thành công. Quý khách có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ MySight theo nhu cầu.